Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cơm. Ở đây là mình có cộng bồn bồn hết cả nhà. Đây là bồn bồn. Còn đây là rau cần nước. Đây là năng bột. Đây là cá hú kho. Cá hú phải ăn cái bụng mỡ nó ngon. Cá hú kho ớt hiểm. Kho gì nó béo. Ở đây có cái đìa này đã quá ha. Vô.